Nếu bạn có nhu cầu mua ARK Liên Minh hoặc Liên Quân thì có thể mua tại arcvip247.com. Đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Zenix nha anh em. Đây thì mình đi sport. Úi trời ơi mẹ ông. Đây cứ đưa đầu cho nó kéo thế kia. Ủa. Hèn quá. May là 1 đổi 1. Mạng là dành cho AD của tên bạn chứ không dành cho AD của chúng ta. Rất đáng tiếc. Đấy, thì mình nhận được rất là nhiều yêu cầu của anh em, gọi là yêu cầu tôi chơi gọi là Zenix lên sức mạnh phép thuật. Ok. Hôm nay thì mình mới có thời gian gọi là đầu tư làm video cho anh em xem. Đấy, chúng ta sẽ cùng lên Zenix full sức mạnh phép thuật nhá. Sức mạnh phép thuật chủ yếu của con Zenix này thì anh em gây ra được cái skill E thôi. Cái bẫy chuột đấy anh em. Bẫy chuột này. Cái này không phải là bẫy chuột, cái này là giật. Đấy, cái bẫy chuột này anh em. Thế nó dẫm này. Đau cực kỳ. Mình gọi là đang mang bảng gọi là thiên thạch bí ẩn nữa. Rất bá đạo anh em. Đấy. Mình tại mình đang đi support thôi. Mình mà đi AD gọi là quá dữ luôn. Mong là ông AD này sẽ gọi là đừng có cho nó kéo nhá ông. Ông cứ farm cho tôi. Đừng có cho nó kéo được. Ông cứ giơ đầu cho nó kéo là ok rồi. Lượm tiền. Ui ở trong rồi. Cái gì đây? Ông này lại gãy rồi. AD ơi là AD. Thật sự là mình muốn giúp cọt cho bạn lắm. Mà bạn ấy cứ đưa đầu cho nó kéo đấy kia thì. Quả này gãy rồi anh em. Mình sẽ cộng mắt skill 3 để có thể gây ra được nhiều sát thương hơn từ cái skill E. Ok. Tiếp tục. Trong AD này cứ đưa đầu cho nó kéo được. Chỉ có hỏng thôi. Mang bảng này thì không có đam. Mình đi SP cho là không có đam lắm. Này nhây cực kỳ rồi anh em. Anh em cứ chờ đấy chờ tôi. Nhân tiện thì anh em nào có ý tưởng gì hay hãy comment cho tôi biết. Đấy. Cứ comment đi. Cái nào ý tưởng hay thì mình sẽ cố gắng làm thôi. Trời ơi sao lại bị xinh kéo nữa chứ. Trời ơi. AD ơi là AD. Quả này hỏng rồi. Thằng kia nó còn dơ biểu tượng Zenix nữa kìa anh em. Không lại ông AD luôn đấy. Thread kéo 3 phát thì dính 3 phát luôn. Ông AD cứ lên là lên lại bị kéo, lên lại bị kéo. Chả hiểu tại sao luôn. Có tay. Mình sẽ mua cái phong ấn đi. Đấy, phong ấn cho chúng ta gọi là nhiều sát thương sức mạnh tuần hơn. Nếu anh em xanh. Thứ tưởng này. Ui, chạy về, chạy về, chạy về. Đúng rồi. Mù nó đi. Úi trời ơi, quả đấy kêu dính nữa thì thôi. Hỏng luôn. Tôi đến đây, tôi đến đây. Mày xây đến, mày xây đến. Xây chín thằng Echo đi. Echo này. Xây chín nó. Bẫy chuột của mình bị sao vậy anh em? Hay quá. Lại bị ăn kéo rồi. Đánh AD đi. May thì con. May thì con. Ly này. May ly này. Ok. Mạng là dành cho đội tuyển Việt Nam. Quá ngon lành. Được được. Ôi Rumble kiểu thích tôi đấy. Xin lỗi xin lỗi. Không đùa nhá. Không đùa nha thằng bụng béo. Minh béo này. Tao cay mày rồi. Yên tâm yên tâm. Không phải binh tôi. Tôi tự biết cách gọi là lúc nào rút lui. Lúc nào gọi là tiến lên đánh. Ông cứ lo cho tôi. Các ông cứ lo cho các ông đi. Sao ông này không sao giết được mình em. Lạc lách đánh võng các thứ. Mày này. Bắn nó bên. Cho nó vào tường. Chết rồi mắt của tôi. Cái ông bên này. Cái ông bên này. Cứ đi lên là bị ăn kéo thôi anh em. Không hiểu vì lý do gì. Như là ông gọi là tên là thích ăn kéo.
Lại còn ra ăn mắt của tôi nữa. Ây da, mình thì là đau đầu quá. Rồi xong. Thấy dấu hiệu này lại là kéo ổn rồi anh em ạ. Cái này bây giờ mình phải tự lực cánh sinh thôi. Tự lực cánh sinh thôi anh em ạ. Rất là khổ. Cặp ông AD gọi là thích ăn kéo rồi. Ai à, hình như là đây chiến thuật à? Chiến thuật giả vờ cài sao? À. Ai. Bẫy chuột nè, mày chạy đi đâu? Chạy đâu khỏi bẫy. Đấy, bây giờ thì nó chưa thốn lắm đâu. Chưa thốn lắm đâu. Từ từ nó mới thốn anh em. Úi giời ơi. Tiền nó cứ vào túi thế này cơ mà ông AD gọi này. Đừng có cho nó kéo nữa nha. Ông cứ được núp sâu lính cho tôi. Như tôi vậy. Như tôi vậy. Thì làm sao mà nó kéo dính được ông. Thôi thôi thôi. Để tôi chỉ đi tôi nhặt tiền của ông thôi. Nhặt tiền. Ông đây chỉ cần farm cho tôi là được rồi. Không cần ông gọi là làm gì nhiều đâu. Rồi xong. Gãy mẹ luôn. Gãy hết rồi. Ôi trời ơi. Đúng rồi mày sấy mày sấy. Thằng Minh Béo đâu? Đây rồi. Mày chạy đi đâu? À, hên 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 hên. May là mình chưa chết anh em. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhé. Thế thôi. Tôi quá ít máu rồi. Mình sẽ mua cái giày giày cuồng nộ đi. Thôi, thôi thôi. Mua cái giày đây, khai sáng. Để spam skill E cho anh em thấy nhiều hơn. Ui chưa chết kìa. Ui mất tầm nhìn rồi. Ủa, con này mình chơi liều cho anh em. Xem tôi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Lạy trời. Đây gọi là EQ 500 anh em. Vui vãi. Trời ơi, nhưng mà thấy tôi ghê chưa? Cái này không phải ghê đâu anh em. Cái này mình ăn rùa thôi. Nhưng mà anh em đang xem thì cố gắng kéo xuống nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi không dí được rồi, không được rồi. Ăn lính thôi. Buồn cười ghê. Thử cái độ may mắn thôi mà nó may mắn quá anh em. Được à? Ơ? Sao nó đi qua cái bẫy chuột của mình xong nó lại đi về cả? Ơ bây giờ lại... Rồi nó dẫm. Ui, từ từ ông. Chết mẹ. Để ông lại chết nhảm như thế vậy ông? Sao lại ông lại chết nhảm vậy? Ông lại còn... Ồ, ai... Bùm! Chết đi, chết đi! Ui trời ơi. Hai quả anti vào đầu cái thằng Draven. Hai quả anti rồi anh em. Chạy chạy. Tôi đi về đây. Kệ ông. Chúng ta phải tự lấy anh sinh thôi. Cái ông AD này ông ơi gà quá. Mình sẽ lên cái kiến súng nhanh em. Ui giờ có anti nữa. Mình mẹ anti bị vỡ đầu ra xuôi luôn ấy. Cơ mà nó lại thấy đâu ra gọi là ân ti nhiều thế. Thôi mình sẽ ra mid chút. Oh Echo. Mình cực nhây đấy anh em. Mình có đùa với tôi. Hiện tại thì mình đang có 35% thời gian hồi chiều rồi. Cái này là nhờ mang bảng thôi. Bảng này thì mình sẽ chen ở phần cuối video. Anh nào thích thì có thể gọi là thử. Cũng như là chúng ta nên thử gọi là Zinnick lên sức mạnh bí thuật xem nó bá đạo như nào nhé.
cắm con mắt vào cái. Thôi mà đừng bắt nạt AD của tôi thế. Khi tôi không có ở đây chứ. Ông bắt nạt nó vừa vừa thôi. Hay quá. Một pha giải quyết quá hay đến từ phía của Rumble, làm cho tem bạn đã phải lên gọi là đun nóng đến 99 độ C. Quá nóng bỏng. Trời hôm nay ông sấy thì thôi. Ông giải anti quá đẹp. Ghê quá, ghê quá. Cái âm thanh của cái giết người đâu anh em? Thì nó đang bị lỗi thì sao ấy. Trời ơi. Âm thanh mỗi khi mà mình giết người thì nó gọi là giết này nọ, phá trụ này nọ. Đấy, hạ ngục đồng minh đấy. Thì nó phải đọc cho mình chứ. Bây giờ nó không đọc nữa hay sao ấy. Hiện tại mình đang trên xếp hạng nữa. Nhưng nó đang bị lỗi thì sao anh em ạ? Mình đánh thường thì nó vẫn kêu, nó nói bình thường. Mà đánh xếp hạng thì nó lại không nói. Đấy. Kỳ lạ thật. Kỳ lạ cái. Ui thôi 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 thôi. Máy sấy di động về ngay. Ông máy sấy di động này thôi mà. Tôi đã ra cứu ông rồi ông. Ủ hết. À. Mỗi khi mà thằng thằng Thread nó tung ra cái quả kéo thì mình gọi là cầu mong cho ông AD của chúng ta đừng có ăn kéo nữa. Tao giết mày cái đã. Mày dí hộ tao cái. Ăn bẫy chuột liền. Ăn bẫy chuột liền. Sao? Quả đấy mình phải liều mạng mình giết thằng Thread luôn anh em. Thì chúng ta mới có cái tốc độ chạy của từ cái nội tại ấy. Thì may ra còn sống sót được. À đây ông coi fit nhiều quá. Rồi không sao. Đã có gọi là tôi ở đây. À ông này ăn thử cái bẫy nào. Xong có thốn không? Thốn mới lạ luôn. Không thốn mới lạ luôn. Đau chưa? Rumble đâu? Trời ơi, bây giờ thì giải chả dính ai cả. Có đấy giải dính là chết ông Yasuo ở đấy. À, dậm bẫy rồi, dậm bẫy chuột rồi. Ủa, hết mana. Trời ơi. Hết mana rồi. Tôi đi về luôn. Mình tính anti thằng Yasuo cơ mà hết mana mất. Thì spam skill nhiều quá cho nên là hết mana rất là nhanh. Ừ, trong khi đấy thì cặp đôi AD support của tên bạn. Thì ông còn ít máu mà tele ra đây làm gì? Giết ông luôn bây giờ. Rồi xong mình thấy mùi không ổn rồi nha. Trời ơi, đã bảo rồi. Thấy mùi không ổn rồi. À. Còn khen nào hay nữa thì tôi chịu thua. Thế là do ông gà chứ mà khen nó hay. Bó tay luôn. Nhưng mà công nhận ông Thread của tên bạn đánh cũng được đấy. Ơ à, đừng. Đừng có giết tôi nha. Hay quá mình chạy thoát được rồi. À đừng có giết tôi chưa. Cho tôi đi về đi mà. Cái gì đây. Trời ơi, con này nó, nó lại nhỏ thế nhở? Con này nó cay mình, nó dành ra hai cái tốc biến để nó giết mình, và mình chỉ mất cái đồng hồ ngưng động thôi. Chắc con này nó cay mình lắm rồi anh em. À, chúng mình đang giữ sách cơ mà. Nhưng mà có ông Darius, với Kadia 82 thì mình có thể tin tưởng được, bờ vai vững chắc. Ok, chúng ta đã hoàn thành cái kiếm súng hashtag rồi. Tiếp theo thì mình sẽ hoàn thành cái... Đây, thủy kiếm đi. Mua thêm cái sách cũ đó. Ok. Tiếp tục ra lan nào. Rồi, trong cái đấy thì Gravet cũng như là Rumble, người ta đang đi làm thịt con rồng.
Tráng miệng con rồng rồi. Ôi, xuất hiện của Draven. Không xong rồi. Lại là một pha kèo chính xác đến từ phía của Torrent. Và những pha quăng rìu đến từ phía của Draven làm cho chổi ông Torrent ông kéo ghê vậy ông. Anh em kéo ghê vậy. Mày sao sao? Mày kéo ghê với người khác thôi nha. Thôi. Dẫm mày chuột lên bảng thôi anh em. Một bẫy một mạng. Thấy không? À. Kéo được phết. Zinix AP giờ mới thấy lần đầu. Em vừa thấy Zinix AP chưa? Mẹ ông này cũng phải là gọi là ngạc nhiên cơ mà. Trời ơi. Trong khi ông còn không cần hết máu rồi, ông không chịu đi về đi ông Gravet. Lại dẫm rồi. Trời ơi. Boom. Quá nhầy nhụa. Trời quần này. Ốt. Cố lên, cố lên. Ven. Ây da. Đừng có chết nha. Hay quá. Ông ấy không chết là tôi vui rồi. Có ai không? Không có ai cả. Ồ, Darius. Anh ta đang cố gọi là cân 2 sao? Cân 3 rồi. Cố lên nào. Ủa, tôi bắn chả có đam gì cả. Cái này tôi lên sức mạnh bí thuật anh em. Nên chả có tí đam nào. Nhỏ vãi. Hôm nay, mày cẩn thận là mẹ tôi cho ăn quả tên lửa vào mồm nữa bây giờ. Cho quả tên lửa đỗ mồm là mẹ hơi cay nha. Cái W của mình hồi rất là nhanh anh em. Thấy chưa? Bắn tí là hồi lại ngay à. Chuẩn bị. Final. Trời ơi. Còn 50 tiết kìa. Hay quá. Trời ơi. Like video ngay, like video ngay. Rồi xong. Mày quay trở về cái bẫy chuột thì mày chỉ có xác định mà thôi. Tôi vẫn bẫy chuột thật trưởng. Về nhà thôi. Mua cái xong kiếm tai ương nào. Tiếp tục thì món tiếp theo thì chúng ta sẽ lên vọng âm. À, mình đang tính lên sách. Mà để tiền lên sách anh em. À, chứ mình đang có cái phong ấn hắc ám này. Nó vẫn giữ ở mức 10 thôi. Chúng ta lên sách nữa thì có thể gọi là gia tăng lên được nhiều sức mạnh kỹ thuật hơn nữa. Bật à. Tôi sẽ anti thử nhanh em. Có dính không? Trời ơi, xong ăn đứng ở trên kia đi ba. Ăn mấy con to chịu ăn ba. Ha 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 ha. Rồi ở đấy mà ha ha. Tí tôi cù nhây cho mẹ ông khóc luôn. Cái W của mình có 45% thời gian đổi chiêu anh em. Bắn cực là nhanh luôn. Ôi cực nhây luôn. Ôi. Bên anh ta đang tỏa sáng hay sao? Không có tỏa sáng rồi. Mà là sáng tỏa. Sáng tỏa. Ui. Bắn nó yếu cực luôn anh em. Cũng là lên sức mạnh trong tuật của khác. Bắn siêu yếu. Bắn tỉ ở đây nào. Có dính ai không? Tôi sẽ không dính ai. Nhiều người như thế ở đấy. Chà dính cho tôi một người đi. Thằng bụng béo này. Hình như là nó đang vòng lên bắt mình hay sao ấy. Có người đấy ở đây thì mình yên tâm rồi. Mong là Gravet thua. Ủa Gravet đâu? Số nó lại ấy qua cái bẫy chuột của mình luôn kìa. Xong rồi. À, di chuyển lỗi một chút thôi. À, mình đã di chuyển lỗi một chút thôi là đã bị bắt cả hai anh em rồi. Ghê thật đấy. Nhưng mà cái Darius chúng ta đang rất là xanh sao anh ta.
Ua, trong khi đấy Riven anh ta cũng đã có lên được hai món đồ rồi, thêm một cái giày nữa. 6-10-10 không phải là dạng vừa đâu. Chúng ta sẽ cùng xem là Ven anh ta có tỏa sáng được về lay game hay không. Hay quá, đúng rồi, ông người lộn lách các kiểu đi chứ. Thì mà cứ đưa đầu cho nó kéo hoài chứ. Đưa đầu cho nó ăn rồng, nó ăn rồng. Tôi ăn tí hỗ trợ các anh em nha. Xoay bản đồ cái này. Boom. Rồng kia. Trời, không được ăn được rồng rồi. Bắt đổi lại. Chúng ta có hai mạng, mình béo đằng sau. Rồi sang tạm biệt bạn luôn. Tạm biệt luôn. Tuổi gì mà nó ra nó đòi cân cân 5 anh em. Nhìn trông vậy thôi, mẹ tôi không dễ dãi đâu nha. Trời ơi, con này mà mình lên gọi là lên đam luôn. Bắn mấy con lính này ra bã luôn. Tại thì mình đang lên phép thôi. À, bắn nhìn chán chưa? Mà vì anh em tôi sẽ làm tất cả. Soi cái đấy cơ. Ủa, tí thì dính. Á, chết rồi, chết rồi. Tôi sẽ đứng ở ngoài cầu máu rồi. Ờ, xong dập bách chuột đi ba. Ủa, kéo về. Final hole. Đừng bắt tao, đừng bắt tao. Đúng rồi, đánh thằng khác đi. Lại dính bẫy chuột rồi. Double kill. Triple kill. Mày. Trời ơi, anh em thấy bắn bắn không? Bắn cái này cực như hay luôn. Tại vì cái thằng đấy bụng nó to quá nên mình dễ bắn ấy mà. Trời ơi, bắn lên chúng liên tục luôn. Bên hay quá. Trời ơi, các bạn chắc là cay mình lắm đây. Ủa, ghê vậy, ghê vậy. Ủa, thường gió mất rồi. Về. Đem bạn đánh thay. Nhưng mà mình rất tiếc. Ủa, bổ chưa chết kìa. Thôi, về ngay. Ngay đây. Ủa ơi. Rồi xong. Tạm biệt bạn luôn. Cái tội ngáo. Ồ, không chơi với Echo nha. Ôi, dậm bẫy chuột rồi. Rồi luôn. Xác định luôn. Trời ơi, đúng liệu của tôi hồi có 2 giây thôi anh em. Anh cực kỳ. Thực ra là mình có mana để sử dụng hay không thôi. Hồi rất là nhanh. Làm sao? Tính làm gì? Trời ơi, bắn kìa. May thì con. Ủa, hết mana rồi. Một thằng lại dính rồi. Hay quá. Thằng này tôi lo được. Mày né đi đâu. Bùm. Thôi đi về nhà nào. À, nộp mạng. nộp mạng thần trưởng. Trời ơi, lại có chuối ăn ngon ơi là ngon. Đấy anh em có ý tưởng gì hay thì hãy comment cho tôi biết nhé. Đây tôi đang lên full sức mạnh vết thuật đây, hiện tại đang có 643 sức mạnh vết thuật rồi. Con số này sẽ không dừng ở đấy, chắc chắn thì dây nó rất là lớn hơn, khoảng tầm 1000 chẳng hạn. Trận đấu chúng ta sẽ chưa kết thúc. Bảng này thì mình đã che được phần cuối video rồi. Anh em nào thích thì có thể kéo xuống phần cuối video để có thể thử xem nó sẽ như thế nào nhá.
Đấy, cái này mình test thôi, anh em test như thế nào thì anh em test. Anh em cứ kéo xuống phần cuối video thì sẽ có bảng học cho anh em. Mình chèn cái hình ảnh ở phần cuối video đấy. Boom. Anh em bình tĩnh nha. Không có tôi thì anh em đừng có manh động nha. Thằng Red kia nó rõ mõm ghê thật. May này. Bẫy chuột đây. Thôi, anh em giết thằng kia rồi đúng không? Tự đẩy nó đi. Trời ơi, Red kéo hay đấy anh em. Xịt nó, nướng nó ngay. Đừng mà, đừng mà. Đừng có cay tôi mà, các ông làm thế. Đừng có cay tôi mà các ông làm thế nha. Ôi trời ơi, triple kill. Trời ơi, con này là Zenix support gánh team. Zenix support gánh team anh em. Anh em lại chưa từng nghe thấy đúng không? Này anh em sẽ được thấy. Sẽ được thấy gì đấy. Trời ơi, lại à mạng nữa. Đây là Wada kill rồi. Tôi đi về đây. Thôi thôi anh em, cho thêm bạn một cơ hội đi. Cho thêm bạn một cơ hội đi mà. Anh em, mình còn chưa lên full sức mạnh phép thuật nữa. Sẽ linh hút phép nữa. Bán cái này đi và chúng ta lên cái giày cơ động đi. Đấy, để tiếp cận trận đấu nhanh hơn. Đúng rồi, cho thêm bạn một cơ hội đi mà. Đừng có win, đừng có win. Hay quá. Úi xồi ôi. Đúng rồi, cho thêm bạn một cơ hội đi. Một cơ hội thôi. Hay quá. Anh em chưa win được rồi. À, vui vãi. Tuy là xếp hạng anh em tính kết thúc trận đấu nhanh nhưng mà kéo bị lật kèo. Mà mình thắng thua đối với mình không quan trọng cho lắm. Cho tôi ăn nhưng mà tôi cần tiền mà. 1.600 và chưa đủ. Chưa đủ tiền anh em. Anh em ơi, bây giờ là 29 phút 50 giây. Đấy. Đến 30 phút thì mình sẽ tăng được một cái lượng sắt mọi vật cộng cái bảng. Boom, 700 phép. Ngon lành. Bây giờ thì chúng ta đã đủ rồi. Bây giờ thì ăn thêm Baron nữa anh em. Đúng rồi, ăn thêm Baron nữa. 800 phép. Phê, ăn thêm Baron nữa. Cộng với mình sẽ mua cái gọi là bình thuốc kia đó. Mua cái bình thuốc gọi là tem bạn chỉ có là yêu luôn. Thuốc kích dục. May này. May này. Ok. Để xem sức mạnh thuật của mình sẽ đạt được là bao nhiêu nhá. Thôi mà ta ăn Madon đừng có trêu nha. Đã cho cơ hội rồi. Cho một cơ hội rồi. Cho cơ hội rồi. Anh còn thích chết trêu. Ok. Ui, vừa đủ 5 lít luôn. Đủ tiền mua thuốc luôn anh em. Đây đây đây. 1.001. Trời ơi. 1.059 rồi. Bây giờ thì chúng ta có thể kết thúc trận đấu rồi. Hạnh phúc và lời anh em. Anh em đã bao giờ chúng ta tưởng rằng game ấy game bình thường gọi là không ra cái gì mà nó win được không anh em. Boom. Ok. Thôi win thôi. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở video sắp tới. Win.